Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Mở đầu bản tin hôm nay là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp đang mạnh lên đổ bộ vào đất liền. Thưa quý vị và các bạn, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng khoảng 18,4 độ vĩ bắc, 110 độ kinh đông, trên khu vực phía nam đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là 50-60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ vĩ bắc, 108,2 độ kinh đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là 60-50 km/h, giật cấp 10. Trong 12-24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố, khu vực trong Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ sáng mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 106 độ kinh đông, ngay trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 60-70 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị trí 17 độ vĩ bắc, phía Tây kinh tuyến 112 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo gió mạnh trên biển. Từ chiều nay ngày 12 tháng 6, ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nên trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6, ở khu vực phía Tây Bắc và Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều nay, ngày 12 tháng 6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên ngày và đêm nay, ngày 12 tháng 6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m. Ở khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, từ chiều nay ngày 12 tháng 6 có mưa bão. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên các vùng biển trên duy trì đến ngày mai, tức là ngày 13 tháng 6. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ gần sáng ngày mai, ngày 13 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng ven biển gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn từ hôm nay ngày 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm/đ, có nơi trên 150 mm/đ. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm/đ, có nơi trên 350 mm/đ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo dông, lốc, sét
từ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6, do ảnh hưởng của rìa phía tây áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ xảy ra dông lốc sét và gió giật mạnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về tình hình tin bão trong những bản tin tiếp theo. Và ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông, từ chiều nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa đến 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa bão. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông, từ chiều nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc ngày cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển phía tây bắc sáng nay có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, phía tây sáng nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Sáng nay gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Từ chiều nay gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5, vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng vùng biển phía tây bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng vùng biển phía tây bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.